thì bọn mình đã đến được cổng chùa Thiên Ấn rồi. Đây là lối vào cổng chùa Thiên Ấn nha các bạn. Đường vào cổng chùa. Thì ok, mình đã vào được đến cái đường cổng chùa rồi. Ở đây có bãi giữ ô tô rồi. Wow, rất nhiều là quán nhậu này, quán gió đồi này. Wow, sao cổng chùa là nhiều quán nhậu vậy anh em ơi? Thực là nhiều quán nhậu luôn. Quán Hảo Sơn. Hảo Sơn quán, quán Hảo Sơn. Trời ơi, chiếc xe của mình đang bò từng bước một. Quán Hảo Sơn. Thì chiếc xe của mình đang bò từng bước một lên chùa Thiên Ấn các bạn. Chùa Thiên Ấn thì đây cũng là cái đường lên núi Ấn luôn các bạn nhé. Đây cũng là đường lên núi Ấn luôn. Nó đi vòng. Nó không phải là vòng quanh núi nhưng nó cũng là đi men men theo rừng núi và đi lên trên đỉnh núi luôn. Thì đến đây là đỉnh của núi Ấn. Chùa Thiên Ấn thì nó nằm ở trên núi Thiên Ấn. Một bên sông Trà. Một bên sông Trà và cách thành phố Quảng Ngãi khoảng 3,5 km. Đây là cái đường giác ngộ đi bộ lên chùa các bạn này. Nếu chúng ta có thể bỏ xe ở đây đi bộ lên thì mình như kiểu mình tích đức ấy. Tích đức hay là làm cái gì có lỗi thì mình sẽ đi bộ lên. Đấy, như lúc này mình giới thiệu là chùa Thiên Ấn thì nó cách thành phố Quảng Ngãi có 3,5 km thôi. Đi theo về hướng đông á các bạn, đi về hướng đông. Người khai sinh ra chùa là Thiền sư Pháp Hòa. Thiền sư Pháp Hóa. Thiền sư Pháp Hóa năm 1000, ông sinh năm 1670 và viên tịch năm 1754. Đây là cái thời nào, cái thời cái thời nào chứ, kia là thành phố Quảng Ngãi Phục Kiến Trung Hoa các bạn, người thuộc người Phục Kiến Trung Hoa. Ô, cái đường lên chùa này khá là dốc. Khá là dốc và thấy rất nhiều là sỏi cát. Đấy, đường lên chùa cũng rất hợp cho những ai thích đi phượt. Hình như đường nó trong quá trình được tu sửa các bạn. Đường nó trong quá trình được tu sửa. Thấy rất nhiều sỏi cát. Mình nghĩ con đường này sau khi tu sửa xong thì nó sẽ cực kỳ đẹp luôn. Nếu mà cái số cây cối này được cứ chưa kết là thành phố Quảng Ngãi đấy các bạn. Đây là thành phố Quảng Ngãi. Con đường này sau khi được tu sửa xong thì phải là siêu đẹp luôn. Đây là những chiếc xe máy của những người thợ làm đường. Trời hôm nay rất là nắng. Vì bây giờ là thời điểm 1 giờ trưa rồi các bạn. Trời rất là nắng. Wow, phía bên trái mình đây là khuôn viên của chùa Thiên Ấn rồi các bạn này. Còn phía bên phải đây là cái rừng cây. Trời ơi, nhìn thấy là cực kỳ mát rồi. Rất nhiều bóng râm để có thể trú. Wow, chùa đẹp chưa các bạn kìa. Chùa có các pho tượng kìa. Wow, cũng
vật thiêu nai nữa kìa. Nhưng chỉ là tượng thôi, tượng sáp thôi. Thì đây là bãi gửi xe này. Khuôn viên trước chùa rất là rộng rãi, đây bãi gửi xe. Hai bác này lớn lớn tuổi rồi, mình vào đây gửi xe với này. Cái chỗ này gửi nó tiện đường, vào là mình gửi xe ở ngay đây luôn, không cần phải đi lại ở phía đầu này nữa. Hai bác nó lớn tuổi rồi, mình cũng hộ thiếp. Chùa rất là rộng. Góc cây, trời, những gốc cây rất là lớn. Thì đây các bạn, đây là nơi chúng ta sẽ, bây giờ chúng ta sẽ đi ra thăm mộ cụ Huỳnh Phúc Kháng nữa nhé. Rồi, ta tiếp tục phải mua cái vòng đeo tay, vòng tay ở nhà. Cụ Hoan, anh vừa hỏi à, người dân ở đây mộ ông Huỳnh Thúc Kháng. Thế việc mộ ông Huỳnh Thúc Kháng là cái ông để làm gì? Nói thật, đúng rồi, chỉ biết Huỳnh Thúc Kháng là một người nổi tiếng, nhưng bây giờ không nhớ ông làm cái gì luôn. Thì là về ra Google lại, ông đấy nổi tiếng nên phải ra thăm mộ ông thôi. Đường bê tông luôn, là nó nằm ở bên ngoài chùa, nằm ở bên ngoài khu vực chùa. Trên ấn người thắp hương, cây cối rậm rạp quá không quay được. Thắp hương cho hai anh em mình thắp hương. Khu mộ. Cái gì vậy cháu?